Minasan konnichiwa. Minasan konnichiwa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học những cái từ vựng tiếng Nhật đơn giản cùng với mẹ Subel. Và những cái từ mà hôm nay chúng ta sẽ học đó chính là phía trên, phía dưới, phía bên trái, phía bên phải và phía bên trong, phía bên trước, phía bên sau. Và những cái từ này thực sự rất là cần thiết đối với tất cả mọi người, kể cả các bé hay là người lớn. Rồi, thì từ đầu tiên chúng ta sẽ học đó chính là phía trên, các bé nhớ nha. Phía trên đọc là ue. Ừ ế các bạn nha. Ừ ế. Đây chính là từ phía bên trên. Ừ ế. Sư Bèo đọc nào. Ừ ế. Ừ ế. Rồi thì phía bên dưới. Phía bên dưới đó chính là xì tạ. Xì tạ. Đọc nào. Xì tạ. Xì tạ. Tạ. Chữ và chữ tạ. Tạ chính là phía bên dưới là tạ. Rồi phía trên là ư ế, phía dưới là tạ. Rồi thế thì bên phía bên trước đi ha, bên trước, phía bên trước của chỗ mình như này, trước mặt mình đó là mà ế. Mà ế. Mà ế. Mà ế. Mà ế. Mà ế chính là bên trước. À, mà ế. Mà ế. Mà ế. Mà ế. Mà ế. Mà ế. Rồi, đó là phía trước là mà ế. À, phía sau sẽ là ư xì rộ. 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 Đây chính là từ phía sau ư xì rộ. Bé nhớ nha. Các bạn nhớ nha. Là Ushiro. 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 Đọc nào. Ushiro. Rồi. Thế thì đây là bốn từ cơ bản. Bây giờ sẽ là phía bên trái. Phía bên trái sẽ là Hidari. 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 Phía bên trái là Hidari. Phía bên trái là Hidari các bạn nhá. Mẹ nhớ nha. Hidari. 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 Còn phía bên phải sẽ là Migi. 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 Phía bên phải sẽ là Migi. Migi. Mì ghi. Rồi. Thế thì phía bên trong sẽ là nà cạ. Nà cạ. Nà và cạ. Nà cạ. Nà cạ. Nà cạ. Nà cạ. Nà cạ. Nà cạ. Trong cái từ cái bụng là onaka. Thì onaka thì nà cạ chính là bên trong. Thế thì phía bên ngoài sẽ là soto. 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 Đấy. Như vậy là chúng ta đã biết được là những cái từ là gì nhỉ? Phía trên là ue, phía dưới là shita. Phía bên trái là gì? Hidari. Hidari. Phía bên phải là Hidari. Migi. Migi. Phía trước là mae. Mae. À, phía sau là ushiro. Ushiro. Phía ở đứng trong, phía bên trong sẽ là naka. Naka. Và bên ngoài sẽ là soto. Soto. Đấy, như vậy đây là những cái từ vựng tiếng Nhật rất là quan trọng và thông dụng. Như vậy là chúng ta cũng đã được học những cái từ vựng đơn giản về phía trên, phía dưới, phía trái, phía phải. À, bên trong, bên ngoài các bạn nha. Các bạn hãy nhớ bật cái clip này và ôn tập. Và các bạn muốn học tiếng Nhật thì các bạn mở kênh Subel tiếng Nhật, Subel Vương Nhộn, để chúng ta cùng học thêm, biết thêm những cái từ về tiếng Nhật các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.